Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa ban tổ chức, hội đồng ban giám khảo cùng đoàn thể bà con nhân dân xã Lóng Luông, lần đầu tiên cho phép Sông Trang cùng đội văn nghệ quần chúng bản Văn Tam xin gửi lời chúc sức khỏe tới các quý vị đại biểu cùng đoàn thể bà con nhân dân xã Lóng Luông, lời chúc sức khỏe hạnh phúc, chúc ngày hội hoa đào xã Lóng Luông năm 2024 thành công rực rỡ. Kính thưa ban tổ chức, thưa các vị ban giám khảo cùng đoàn thể bà con nhân dân cùng du khách thập phương, bản Văn Tam là bản vùng 3 nằm ở phía nam của xã Lóng Luông, bản gồm 112 hộ, 572 nhân khẩu, có hai dân tộc cùng sinh sống, dân tộc Kinh và dân tộc Hờ Mông. Dân tộc Hờ Mông chiếm 90%. Bản Văn Tam đã trải qua lịch sử với cuộc hành trình hơn 50 năm qua. Bà con nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của nhà nước nói chung và các vị lãnh đạo xã nhà. Nhân dân không ngừng phấn đấu học hỏi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cũng như phát triển kinh tế so đói giảm nghèo. Bên cạnh đó không ngừng giữ gìn và phát triển cây giống đào quý hiếm của cha ông để lại, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của cha ông. Đến hội thi đêm nay, đội văn nghệ quần chúng bản Văn Tam với tinh thần giao lưu học hỏi xin gửi tới các quý vị đại biểu, các vị ban giám khảo cùng toàn thể bà con nhân dân với các tiết mục như sau: một, tiết mục hát dân ca Mông mang tên Xuân Đi Thu Lại Về của tác giả và người thể hiện nghệ nhân Tống Á Chứ; hai, với tiết mục thổi sáo kéo nhị mang tên Hội Xuân, tác giả và người thể hiện nghệ nhân Tống Á Dơ; ba, tiết mục bố ô mang tên Tiến Rừng, tác giả Ngọc Trung, nhạc sáo Ngọc Trung, người thể hiện của tốc múa bản Văn Tam. Sau đây xin trân trọng kính mời các vị đại biểu khách quý cùng các vị ban giám khảo cùng toàn thể bà con nhân dân cùng hướng mắt lên sân khấu và cùng cổ vũ cho đội Văn Tam. Xin trân trọng cảm ơn.
thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể hội đồng, ban giám khảo, toàn thể bà con nhân dân xã Long Luông, tiết mục vừa rồi đã khép lại phần thi cổ đối văn nghệ quần chúng bản Co Tăng. Một lần nữa xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, các vị ban giám khảo cùng toàn thể bà con nhân dân xã Long Luông luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc ngày hội hoa đào xã Long Luông năm 2024 thành công, tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.